nhằm chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp thời gian qua. Sáng ngày 28 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Hội thảo còn được kết nối trực tuyến đến các chuyên gia, lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng 12 điểm cầu huyện, thành phố. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng qua hội thảo này sẽ góp phần cho tỉnh hoàn thiện việc nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể xây dựng tỉnh Đồng Tháp, tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông dân dân minh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần đó, hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến góp ý, đánh giá từ các chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, dân dân, về kết quả và phương hướng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh khi chuyển sang nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông dân văn minh sẽ có những điểm mới mang tính bền vững, đa giá trị, phát huy khoa học công nghệ kết hợp với kiến thức bản địa. Cùng với đó xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm không chỉ là chuỗi giá trị mà gắn với phát triển ngành, phát triển công nghệ số, kinh tế số, không chỉ là theo truyền thống mà còn dùng số hóa gắn kết thị trường, dân dân. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về đề án xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân dân minh đến năm 2030. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận chia sẻ và tham vấn chuyên sâu của các chuyên gia. Hội nghị đã đồng tình quan điểm định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân dân minh ở Đồng Tháp, xem đây là bước đột phá chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn tiếp theo. Sáng ngày 28 tháng 10, tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Quỹ viên Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Quang Giang, trưởng phòng nghiệp vụ 2, cơ quan Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ và đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, chánh thanh tra tỉnh. Đồng thời quyết định chuẩn y đồng chí Trần Bình Phục, Quỹ viên Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ, giữ chức phó chủ nhiệm Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại năm 2024 cho gần 140 học viên là cán bộ công chức viên chức của sở ban ngành tỉnh, huyện thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh. Phát biểu tại lớp cập nhật kiến thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, vai trò của đối ngoại trở nên vô cùng quan trọng. Do đó, nhu cầu cập nhật kiến thức cho cán bộ công chức viên chức trong tỉnh về chủ trương, đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước, công tác ngoại giao trên các lĩnh vực là việc làm cần thiết, thường xuyên. Tại trường trung học phổ thông Tháp 10, ông Đinh Minh Dũng, phó bí thư thường trực quyện quỹ Tháp 10, có buổi tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống đảng bộ quyện từ năm 2030 đến năm 2020 cho trên 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh của trường. Tại đây, ông Đinh Minh Dũng giới thiệu về lịch sử truyền thống đảng bộ quyện trong hai giai đoạn, bao gồm quyện Tháp 10 thời kỳ Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân (năm 1930-1975); đảng bộ quyền Tháp 10 lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1975-2020). Cũng tại quyện Tháp 10 ban tổ chức chương trình chính quyền đồng hành cùng nhân dân tổ chức diễn đàn trên sóng phát thanh với chủ đề cải cách hành chính và chuyển đổi số diễn đàn lần này đã nhận được nhiều câu hỏi của thính giả ở các xã thị trấn trong quyện liên quan đến công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong đó người dân quan tâm nhiều đến lợi ích của việc chuyển đổi số cũng như các giải pháp bảo đảm an toàn trong môi trường số hạn chế tình trạng lừa đảo trên môi trường mạng việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến